từ thiện Trái Tim Việt tổ chức chương trình tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn xã Thanh Tuyền. Đó chính là lý do của lễ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trước hết thì bộ phỏ xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo của xã Thanh Tuyền huyện Đầu Tiên đã có cho phép hội thiện tôi có buổi cái gì tri ân, đây là một cái mảnh đời khó khăn tại xã Thanh. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi là những người ở sống tại nước ngoài, tuy nhiên chúng tôi có luôn có trong cái lòng hướng thiện, hướng về quê hương đất nước của mình, để luôn luôn chung tay cùng các ban lãnh đạo của địa phương giúp đỡ cho bà con khó khăn nghèo, bà con khó khăn nghèo, đặc biệt là những cái người già yếu đơn hoặc là những lần đời nghèo khó mà trẻ thơ đó quý vị, thì đó là cái tiêu chí mà hội thực hiện trên thực hiện đã đề ra trong suốt 12 năm qua. Thì đây là cái cơ duyên khi mà bác Võ có một cậu em trai rất là dễ thương, đó là Phó Bí Thư anh Cứu. Đó, anh em tôi thì cũng đã có những cái cơ duyên mà gặp gỡ nhau và không ít lần chung tay trong những công tác từ thiện. Thì hôm nay cái dịp gọi về lại ở Việt Nam thì bác Võ và đội trách thực hiện có một cái buổi giao lưu, đặc biệt là trong cái tấm chân tình của những người xa xứ, trong đó ngày hôm nay thì có một cái mạnh thường quân tại tại hải ngoại đó, là một cô em gái chủ quán cà phê Ibanez tại Mỹ đó, thì cũng có gửi tiếp những cái tình tài để giúp đỡ bà con ở đây. Cũng ít hơn nhiều thôi, nói chung là một cái tấm chân tình của người xa xứ gửi về Việt Nam của mình, và cũng đồng hành chung với lại ban lãnh đạo của xã Thanh Tuyền. Thì cái điều đó làm cho bác Võ cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì người ta nói rằng là nước hạnh phúc là gì quý vị? Hạnh phúc là nước hoa mà hãy khi chúng ta xót cho ai thì cũng còn xót lại cho bản thân mình. Cái người mà phúc nhiều nhất là người cho đi, chứ không phải là người nhận được. Bởi vì cho nên là đó là lý do tại sao mà có quả rất là vui mừng khi mà ban lãnh đạo của địa phương ở đây khi mà hỗ trợ rất là nhiều về nói chung tất cả các thứ để có một cái buổi lễ ngày hôm nay. Quốc hội cũng đồng hành chung với lại mẹo của mình, tức là bác sĩ Kim Dung cùng với là các cô chú anh chị em đã đến đi xin thiện từ Củ Chi lên rồi các anh em ở xa về. Hôm nay thì Quốc hội cảm thấy là rất là vui khi mà các cô chú bác ở địa phương của mình cũng có mặt tại nơi này, không ngại từ xa xa xôi mà những vị là những người cao tuổi không mà cũng ráng đến đây để mà những cái tấm chân tình của những người xa xứ là những điều đó phải nói rằng là một cái sự vui mừng rất là lớn của họ. Cho nên kết thúc cái lời hôm nay thì họ cũng xin cảm ơn một lần nữa đến ban lãnh đạo địa phương cũng như là tất cả các mạnh thường quân và tất cả các bạn con của bác ở đây. Chúc cho tất cả mọi người cùng ngày hôm nay là tình yêu hạnh phúc và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Xin chào.